Thế con học mà con để quên bài tập trong ngăn bàn thì tối nay con về con học bài cái kiểu gì? Bảo ba nhắn tin luôn cho cô đi. Từ sau đừng có quên bài tập trên lớp như đấy nữa. Chết rồi ôi. Anh này cứ luôn kha luôn khươn luôn kha luôn khươn. Đi học về quên cả bài tập. Chán cái anh này thật luôn. Rét thật rồi, em ơi bung lụa ngay thôi. Rét chảy cả nước mắt ra rồi đấy các chị, tổng kết tháng nha các chị ơi. Nay tổng kết tháng, nay ôi trời ơi, đấy. Mai thì em lại nghỉ, mai tối mai là lại có việc bận rồi, tối mai là có chương trình rồi. Tối mai là lại có chương trình rồi, nay tổng kết tháng nhá các chị nhá. Nay tổng kết tháng, các chị em mình thích tặng cái gì, các chị em mình cũng sao rồi. Thế chị lại bỏ anh xuống kiểm tra mạng xem nào em. Ôi dồi ôi. Hôm nay nhận được áo cardigan nhà Giang rồi, chất đẹp lắm, trời ơi, diện ngay luôn nha bác Lê Hải. À, chia sẻ luôn, em cảm ơn chị Phạm Hương luôn ạ. À. Rồi mọi người vào đi, các chị em mình vào xong các chị em mình chấm lên cho em nhá. Nay mạng nó hơi bất ổn, các chị mưa mà. Mưa nên mạng nó hơi bất ổn. Chả biết rồi, chúng nó bắt mẹ nào, mạng nào mẹ lên luôn này. 5G rồi. Chám nhờ. Mạng mẽo như này thì chắc là tôi nhòe một tí thôi các chị. Tối mai có chương trình gì đó. Miễn hỏi nha Hà Nát. Ai mượn bác hỏi? Hả? Chương trình người ta phải chương trình bí mật cái gì bác? Mạng được không? Thôi tự nhiên nó chả nháy nhở. Nó chỉ nháy mất tí thôi các chị. Đấy đây nó này lại còn chói nữa này. Chả hiểu kiểu gì đâu. Có đúng máy không? Cháy ba nhìn thế nào. Được chưa? Đỡ hơn chưa? Mẹ chịu đấy mẹ đầu mẹ có biết đâu bà. Ok chưa các chị? Ok xong rồi mọi người vào đi. Vào đi để nay em còn dọn hết luôn nha. Ô thế bà vẫn chưa tắm được ba lai mẹ à? Hôm nay một đấm mẫu đống mẫu áo nam đang chờ ba lai. Thế ba biết đâu? Cập nhật tình hình thời tiết cho các bác đi, cho các chị em mình có mưa, có lạnh không? Hà Nội eo ơi, các chị ơi, nhiệt độ như thế này là các chị em mình phải để ý nhá. Nhiệt độ như này là các chị phải để ý sức khỏe. Cả bản thân chị em mình và cả các con nhá. Tại vì cái thời tiết nó thay đổi kinh khủng quá. So với ngày hôm qua với hôm nay thôi. Mà nó giảm liền một lúc luôn cả 10 độ. Đấy các chị, nó giảm hôm trước hôm sau nó giảm đột ngột hẳn 10 độ như thế là rất là dễ ốm. Nhiệt độ Hà Nội đang là 7cm. Ngay 3cm 7cm. Sáng rửa phải dùng nhíp kéo ra đến nơi rồi. Thôi mọi người vào mọi người nhấn chia sẻ lên. Cần gì phải tắm. Bẩn tí mới đắt xô. Em bác Tuyên này. Đấy hôm nay em thấy thấy bác Tuyên hiện tên rồi đấy. Nên bác Tuyên nay phải làm ủng hộ em đơn đi nha. Các chị em mình vào các chị chia sẻ lên. Em lên luôn nhá. Nếu như hôm nay mà em không lên là em không có thời gian để mà lên được cho các chị nhiều mã được. Hôm nay sẽ cố gắng lên nhiều mẫu nhất có thể cho các chị em mình luôn. Nói chuyện sẽ cố gắng lên nhiều mẫu nhất có thể cho các chị em mình luôn nhá.
Đấy, mong là các chị em mình thôi, các bác mình cũng lên comment nhiệt tình cho em. Thả tim thả like đi các chị ơi. Chị nào chưa thả tim thả like còn bao nhiêu cái khăn tắm em ơi? Dọn đi nha, chắc là khăn tắm là phải tổng kết rồi. Khăn tắm thì phải tổng kết rồi để chị nhìn cam trên nhà xem nào. Để em xem là trên nhà. Xem lại chị cái cam trên nhà đây em ơi, vui. Các chị em mình vào, các chị em mình nhấn chia sẻ. Thay đổi thời tiết cái hai mẹ con đang bị sốt đây, đúng rồi bác ơi. Thế nên em mới bảo mà. Nên em mới bảo rằng là cái thay đổi thời tiết này là các chị em mình phải để ý nhá. Các chị em mình để ý, không phải chị em mình đâu, trẻ con nữa. Đấy, trẻ con nữa luôn nên nó thay đổi cái thời tiết tại vì nó giảm. Mai nó lại còn giảm kinh khủng hơn, nhưng mà ngày mai với ngày kia nó lại giảm từ từ. Đấy, tức là cái nhiệt độ hôm nay so với ngày hôm qua là như ở Hà Nội em là giảm tận 9 độ, 10 độ đấy. Giảm tận 9 độ, 10 độ rồi đấy các chị. Đấy, thì bắt đầu ngày mai nó giảm hơn nữa, ngày kia nó giảm sâu. Đấy, thì nó khi mà nó đã lạnh, lạnh suốt rồi thì không sao các chị. Nhưng hôm qua đang còn nắng nha các chị. Hôm qua Hà Nội còn đang nắng chang chang luôn. 32 độ, 33 độ mà hôm nay có 20, 21 độ. Đấy, đến giờ này luôn đang mưa với cả lạnh, ra ngoài lại còn gió rít nữa chứ. Ôi dồi ôi, sợ luôn, ra ngoài còn gió rít nữa cơ. Thanh Hóa mưa em ơi, Hà Nội cũng đang mưa nha. Cập nhật tình hình đi các chị. Chia sẻ rồi các chị lên comment đi. Em xả nốt luôn khăn tắm nha các chị em mình không tị nhau. Em cho nốt luôn 33.000, 30.000 luôn đi. Được chưa? Chơi luôn 30.000 một cái khăn tắm đi. Đừng bác nào so sánh giá nữa luôn. Lên giúp em khăn tắm kèm theo số lượng ghi luôn 30.000 nha, tổng kết tháng. Nay là em tổng kết tháng nên các chị em mình vào, các chị em mình nhấn chia sẻ lên cho em nha mọi người. Cho em một lần chia sẻ về trang cá nhân đi các chị. Sau đó các chị chia sẻ được 1-2 lần lên các trang hội nhóm cho em nữa. Đấy, xong các chị em mình lên comment vào đây cho em luôn. Khăn tắm kèm theo số lượng đi 30.000 nốt luôn nhá. Đừng so sánh giá, vừa mua hôm qua không so sánh giá. Chị ơi, vừa mua chiều nay đừng so sánh giá. Sơn La chiều nay vẫn nắng gió lào, đúng rồi, như Hà Nội sáng nay là cũng gió gió đấy chị. Nó vẫn có nắng nhưng có gió, chiều nay một phát là mưa lạnh luôn. Kinh khủng luôn các chị. Em hồi nãy em còn khí thét cả mũi luôn, nghẹt mũi luôn đấy các bác. Comment vào đấy cho em luôn là khăn tắm kèm theo số lượng vào đấy cho em luôn nhá, 30.000. Chỉ cho các chị em mình đã chia sẻ livestream rồi, mình chịu khó mình tương tác lên nha các chị nhá. Chứ không là không có chốt được cho các chị em mình đâu. Xem đến mà chị chưa còn bao nhiêu cái khăn tắm em. Trừ hay là đếm lại rồi hết tiền vào chia sẻ cho Giang thôi chị Ngô Thùy. Thôi vào chia sẻ cho em là em cũng mừng rồi. Chị nào mà mình chưa chia sẻ các chị nhấn chia sẻ xong thả tim thả like lên cho em nha. Ôi giời, toàn mấy chị chưa chia sẻ các chị lên khăn tắm thôi. Chia sẻ lên xong các chị mới lên comment. Rồi khăn tắm Bích. Hai cái cho bác Tuyên Phan. Lên vào đấy cho em là khăn tắm xong các chị kèm theo số lượng. Hai cái cho chị Lan Nguyễn. Nay là tổng kết luôn, không bán khăn tắm nữa nha các chị ơi. Ba cái cho chị Thúy Nguyễn. Nên là nay gọi là tổng kết luôn. Ra Tết, đợi đến hè đi. Hè có bán cho các chị em mình thì bán, giờ chị cũng bán khăn tắm nữa. Giờ là tập trung cho đi nốt cho các chị em mình hàng hóa. Các ui rồi lại mạng mờ đây này em này. Bực kinh luôn ý. Đấy, lại mờ, không hiểu là cái kiểu gì luôn. Ok, khăn tắm 2 cái cho chị Tống Lài, 5 cái cho chị Nguyễn Thu Hằng, 3 cái cho chị Lưu Hằng. Các chị lên comment vào đấy cho em luôn là khăn tắm kèm theo số lượng vào của Lưu Hằng. 3 cái nhân 30, không phải 3 cái gạch ngang 30 cái đâu. Lên comment rõ vào đấy cho em là khăn tắm kèm theo số lượng. Chị nào mà mình nghe được các chị cứ thế lên comment nhá. Chị nào mà mình vẫn nghe được thì mình cứ thế mình lên comment vào đấy cho em luôn nha các chị. Bực quá là bực thôi. Ok, 2 cái cho chị Phương Thủy. Rồi anh xuống thế nào em ơi. Rồi dừng luôn rồi còn đâu nữa mà like nữa. Mất mạng luôn rồi. Hai căn tắm cho Nam Lâm, hai căn tắm cho Nguyễn Thị Dung rồi. Nó tịt luôn rồi còn đâu nữa. Mà em chả hiểu mạng biết kiểu gì. Mạng đo thì thấy mạnh. Mạng đo thì thấy mạng mạnh lắm luôn ý. Nhưng mà nào lên like thì lại như thế. Những cái bà vừa vào mẹ chưa có chia sẻ cái phát nào, cứ áo đang mặc với cả áo sau đi. Vô duyên. Đéo chia sẻ được đến một lần mà cứ vào comment nó nhìn ngước cả mắt. Block mẹ nó luôn đi em ơi.
nhìn nó đang điên máu thì chớ bờ lóc luôn. Hỏi phải hỏi lắm hỏi nhiều, có chia sẻ được cái nháp nào đâu. Chị nào mà mình xem được, các chị em mình comment để cho em ok. Khách xả đơn rồi cũng nhắn tin lên cho chị. Đấy, tao đang tăng sông nữa, tao vào tao để chửi cho một hồi. Ổn chưa chị? Mạng ổn rồi đó Giang. Rồi điên lắm luôn đấy chị. Cứ đang like tự nhiên nó lại mờ tịt. Đừng có vào hỏi những cái mã em chưa lên nha. Các chị hay vậy. Em lên mã nào chốt mã đấy. Mã nào các chị có rồi thì các chị không chốt, để người khác chốt, chứ các chị đừng vào hỏi cái này bao nhiêu, cái kia bao nhiêu. Xong đến lúc của mẹ bán hàng kiểu gì hỏi mãi không trả lời nha. Ok, thấy mạng ok rồi này. Được chưa? Còn những chị nào chưa được khăn tắm, các chị lên comment ở đấy cho em khăn tắm luôn nhá. Nãy đến giờ đến bao nhiêu cái rồi? 27. Đấy, chị nào chưa được khăn tắm, các chị lên luôn cho em là khăn tắm. Nay nhận được vitamin, nhà Giang thơm và ngon lắm. Ăn một viên mà muốn ăn viên nữa thôi bác Thương Duy ơi. Để cho con ăn nha. Để cho con ăn nha, nếu như bác đang bầu thì bác ăn được, còn không thôi để cho con ăn. Đấy, chị nào chưa được khăn tắm, các chị lên comment ở đấy cho em khăn tắm. Em tổng kết nốt cho các chị em mình luôn, đừng hỏi vitamin bé nữa nhé chị nhá. Vitamin chiều nay em đã like rồi. Em đã like ở trên cơ sở mới trên Ba Vì rồi. Được chưa? Khi em đã like kho quần áo đây, em không lên những cái kia nữa, chỉ quần áo cho các chị em mình thôi. Đấy, chị nào chưa được, các chị lên comment ở đấy cho em là khăn tắm kèm theo số lượng cho em luôn. Mạng ok chưa? Ok rồi, các chị em mình bấm like lên cho em nhá các chị nhá. Vào của chị Tuyên Phan cộng thêm một cái khăn tắm nữa, quần bò nhà chị đang đẹp nhất nách, cảm ơn bác Thúy Nguyễn nha. Được chưa? Ok rồi, lên tiếp cho các chị em mình luôn nha. Em bực kinh khủng luôn ấy. Cứ tự nhiên nó mở tịt ra thôi. Nãy nó còn nháy mạng phát nhưng mà lần sau là nó chả có nháy nhất gì, nó tự nhiên nó mở tịt ra, nó đứng hình luôn. Rồi lên tiếp cho các chị em mình luôn này. Cho chị nốt xem còn do đi còn sai số như nào của màu nâu đấy, nhấc luôn luôn đi. Để xả nốt luôn. Khăn á, khăn chả biết khăn này có lên không. Khăn này tại vì em vừa mới từ trên Ba Vì về ấy. Em vừa mới trên Ba Vì về nên lát nó lên khăn cho các chị em mình sau nhá. Khăn các bác mình thích thì lát nữa em lên sau. À, khăn tắm dùng 2 năm vẫn xịn lắm. Cảm ơn chị Xu Hào ạ. Cảm ơn bác nhiều nhá. Nay hàng này tổng kết nốt cho các chị em mình luôn này. Các chị lên comment ở đây cho em chắc A66 kèm size không còn nhiều đâu. Em ơi, size gì đây? M lấy. 3 size. 38 đến 48 cân các chị em mình mặc M, 49 đến 55 cân mặc L, 55 đến 60 cân mặc XL. Các chị lên nốt cho em là A66 nhá. A66 thôi các chị em mình kèm với cả size ML, XL. Này áo do đi cái này mà con các chị em mình, kể cả nhiều chị mua cho con độ 37, 38 cân là vẫn mặc cho em ok luôn nhá các chị nhá. 37, 38 cân cho em muốn lấy có thể mặc cho em được size M luôn, thoải mái luôn này. Do đi em bán tặng luôn là 66.000. Này các chị lưu ý cho em luôn, cái này 66.000 là em bán tổng kết nốt luôn cho bác mình. Này bác nào các chị em mình, ví dụ như các chị em mình hôm nay chị dùng ủ tóc nhà Giang thơm mà mượt lắm đấy bác Trần Nhài. Em bảo rồi, sướng lắm. Tuần bác chỉ cần ủ độ lần thôi. Tuần nếu như mà bác tóc bác ngắn, bác có gội 2 lần 3 lần thì bác chỉ cần ủ 1 lần thôi cho em là mềm. Nó mềm lắm luôn rồi. Cái này các chị lên luôn cho em là A66. À, cả nhà mỗi người ăn thử bảo ngon thế bác Thương Duy. Comment ở đây cho em luôn là mã A66 luôn, các chị em mình kèm size nốt luôn nhá. A66 XL em cho chị Tường Duyên này. Cái này không còn nhiều nữa đâu. Em bán nốt rồi các chị. Xong hẹn các chị em mình đến tầm độ tháng 5 sang năm. Tháng 5 mà thường những cái hàng này giữa chính vụ mùa hè là em không có bán. Tại vì lúc đấy em lại phải phục vụ khách buôn. Đến cuối vụ này thì mới có xả được cho các chị, thì các chị tranh thủ mà các chị mua. Nói chứ còn các chị bảo ôi dồi ôi, tháng 5, tháng 6, tháng 7 các chị cứ vào, các chị bảo ôi dồi ôi Giang ơi sao mày không thấy em bán lẻ áo do đi. Khách xỉ nhà em bán cao quá mà không đợi mãi thì em bán, em không bán. Vì em còn không đủ hàng để phục vụ khách buôn cơ. Giờ đến cuối vụ rồi. Giờ đến cuối vụ rồi thì em mới xả được cho các chị em mình luôn nhá. XL cho chị Thủy Phạm, một cái L một cái XL cho chị Phạm Lũy. Các chị lên cho em luôn là A66. Sau các chị em mình kèm size M cho chị Hương, Hương Thanh. 40 cân chị mặc M thôi chị ơi. 37, 38 đến 47, 48 cân mặc cho em M. Nói từ 49 cân đến độ 55 cân mặc L, 55 đến 60 cân mặc cho em XL. Các chị em mình chốt nhanh vào đấy cho em là A66 nhá. Xong các bác mình kèm với cả size luôn. À, chị đặt khăn tắm có rồi, đọc từ nãy rồi đấy chị Tường Duyên ơi. Em đọc khăn tắm của chị từ nãy rồi, chị nào chưa được các chị lên comment nhá. Tổng kết nốt cho các chị em mình luôn này. Cho chị luôn con áo đấy, con xanh kìa, con xanh đấy T128 còn bao nhiêu cái đi nốt chắc hết rồi đúng không? Bên kho bọn em tên là còn không, đưa chị cả cục lên đây. Đang đắp mặt nạ nhà Giang phê quá, trời ơi bác Nguyễn Trang đấy. Giờ này là giờ các bác mình đang được nghỉ ngơi hưởng thụ mà em vẫn đang phải làm mục mặt đây các chị. Cái này các chị em mình chốt nhanh nhá.
38 cân nên các chị em mình 60 cân, con này thì nó chỉ còn đây, em đang cho nhân viên kiểm tra bên kho xem còn cái nào không. Đang cho nhân viên khăn tắm hai cái cho chị Hương Hương Thanh. Nhớ là khăn tắm hôm nay em tặng có 30.000 một cái thôi. Khăn tắm hôm nay em tặng có 30.000 một cái, các chị chốt nhanh nhá. Con này các chị em mình mua 153, 155.000 các chị biết rồi đúng không? Kể cả 155.000 vẫn cộng 30.000 tiền ship. Đợt chợ nhưng đây nó chỉ còn còn màu. Khi mà 153, 155.000 em có 6 màu, 7 màu cơ. Rồi em còn một màu em tặng nốt luôn 128.000 miễn ship. Đang cho nhân viên kiểm tra bên kho xem có còn không. Nếu như mà hết rồi thì thôi, nay các chị em mình chốt nốt nhá. Comment vào đây cho em là T128. 128.000 các chị em mình không mất ship nữa luôn nhá. Tức là 128.000 em miễn ship cho mọi người luôn. Được chưa? Em thanh toán ship cho các chị. Nếu như các chị chuyển khoản trước cũng chỉ phải chuyển khoản 128.000. Nếu như các chị em mình đi cốt nhận hàng cũng chỉ phải trả 128.000. Được chưa ạ? Em còn ít ba cái khăn tắm cho chị Mận Trang thì ok chị Mận Trang. Cái này các chị chốt nhanh vào đấy cho em luôn nhá. Con này quá đẹp luôn đúng không? Trời ơi, con này mặc với chân váy dài nữa là thôi nhức cái đách luôn các chị. 128 lên nốt cho em là T128. T128 vào đấy cho em luôn nhá các chị nhá, 128.000. Cái này bao nhiêu hôm em bán là em bán cho các chị em mình. Hôm em xả 139 ý. 139 em không miễn ship đâu. Nhưng hôm đấy nó còn 2 màu hay 3 màu ấy các chị. Ngày nào cũng có khách vào chụp màn hình lại hỏi con này có còn đổ buôn không. Nhưng các chị em mình biết bây giờ Cẩm Châu, bây giờ bên Quảng Châu ấy các chị, là nó đóng băng hết, nó phong tỏa hết luôn. Làm gì có hàng về được nữa đâu. Nó còn có một màu duy nhất thì em bán tặng cho các chị. Lên A66 size M Nguyễn Thùy đuôi 033 nhắn địa chỉ thoại và tin nhắn. T128 em cho chị Hương Hương Thanh một cái, Lê Thị Huệ một cái. Em nhận được quần hộp đẹp lắm chị à, đấy dâu tây mỗi chị em mình phải để cái mà mặc dâu tây ạ. À, hết bộ nồi Đức, em không còn bộ nồi Đức nữa đâu chị ơi. Kem chống nắng 188 một tuýp bạc, đúng rồi chị ơi. Kem chống nắng là 188.000 một tuýp nhá chị nhá. Đấy ok, T128 mà chị Khoa Vi, T128 mà chị Thúy Thúy Nguyễn. Em nhận áo này đẹp lắm chị, cảm ơn Hiền Lê nhá. Cho chị Nguyễn Thùy một cái. Có kèm sản phẩm khác chị ơi. T128 các chị cứ mua. Lát nữa lên like em lên bao nhiêu sản phẩm các chị cũng được dồn vào mà. Được chưa? 128.000 các chị không mất ship cho chị Thủy Phạm một cái. Chốt nhanh vào đấy cho em luôn là T128 nhá. 128.000 các chị được miễn ship luôn, chốt nhanh cho em luôn. Eo ơi nhìn này. Trời ơi các chị ơi, sướng lắm luôn cho các bác luôn. Đấy những chị nào chưa chốt được các chị lên vào đấy cho em là T128 cho em luôn nhá. Áo Jordi này là mã A66 kèm size hay sao ấy. Mã này là các chị lên là A66 kèm size MLXL nhá các chị nhá. 3 size cho các chị, 38 cân đến 48 cân mặc M. Đấy từ độ 49 cân đến độ 55 cân mặc L, 55 đến 60 cân mặc XL. Nó 3 size cho các chị. Lê Minh Anh với cả Nguyễn Thu Loan lấy T128 nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Nhìn màu này ưng quá, đừng comment số điện thoại trên này chị nhá, cho Hồng Lưu có luôn T128. Em không nhận số điện thoại ở trên này đâu. Nên các chị em mình có đơn thì mình nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. T128 em cho chị Thanh Huyền có luôn một cái. Ui bác Thanh Huyền ơi đẹp lắm, bác Vi Hường một cái. Con này thì đẹp lắm luôn bác Thanh Huyền. Đấy bác Thanh Huyền khách cũ nhà em bao nhiêu năm nhỉ? Bác còn thi thoảng nhưng mà bác này như có ít thời gian xem like thì phải. Đợt trước em toàn thấy bác nhắn tin vào Facebook của em chốt đơn thôi à. Chắc là ít thời gian xem like đúng không? Chị nào chưa được các chị lên là T128 cho em luôn, em qua mã cho các chị luôn nhá. Áo này thì các chị cứ lên là A66 kèm size MLXL, qua mã cho các chị em mình luôn ạ. Lên luôn cho chị luôn quần bò, còn những mã nào nhấc nốt cho các chị em mình luôn này. Bò không có hàng mà nữa nhá các chị nhá. Bò là các chị em mình đáng ra em mà đóng buôn là cho hết luôn cho các chị rồi. Mã này còn được bao dịu rồi. Hai cúc cho các chị em mình. Cái này các chị em mình vào các chị em mình chốt nhanh luôn này. Nhức cái nách luôn. Đừng hỏi em là tại sao lại bán giá này nhá các chị nhá. Đẹp kinh khủng cho các chị luôn. S của con này các chị em mình từ 40 cân đến tầm khoảng 46. M từ 47 đến 50, 51. L từ 51 cân đến 56 cân. Đẹp tuyệt vời cho các chị em mình luôn. 199.000 em cho các chị em mình nốt luôn này. Nó không còn nhiều, còn mỗi bằng đấy thôi. Các chị lên comment vào đây cho em luôn này. 138 kèm size. 138.000 kèm size, em bao các chị em mình cả giá nhập luôn nhá. Bao tất cả các chị em mình cả giá nhập luôn ạ, chuẩn bò VIP cho các bác mình. Đấy các chị lên comment vào đây cho em luôn là mã 138 cho các chị em mình kèm size. T128 ok, chị Hương Nguyễn có T128. Cái này các chị lên là 138 cho các chị em mình. Chị vừa nhận được hàng rồi ưng quá trời, cảm ơn chị Linh Tiết nha. Cái này các chị chốt nhanh vào đây cho em luôn. Lên cho em là 138 kèm size S, M, L cho em luôn nha các chị nhá. S cho các chị em mình cứ được tầm độ 38, 39 đến 46. Size M từ độ 47 đến 50, 51. Size L từ độ 51 cân đến 56 cân cho em ok. Lên luôn là 138 kèm size, còn có ít lắm. Tại vì cái này là nếu như mà em nóng cho khách thì khách qua tận nhà lấy là hết ấy. Nhưng có cái là quần bò thì chẳng bao giờ sợ nó ế nó tồn đâu các bác. Kể cả quần bò này có một cứ để như này cả 20 năm nó cũng không hỏng. Đấy, nhưng có cái là em thích bán cho các chị em mình, thích sale cho các chị em mình là em sale thôi. Rồi, size S em cho chị Thúy Thúy Nguyễn. L em cho chị Tường Duyên.
L cho chị tạp hóa Hùng Hiệp. Các chị lên rõ vào đấy cho em luôn là mã 138, size M cho Ly Lốp. Lên rõ giúp em là 138 luôn các chị kèm size nhá. L cho chị Thúy Nguyễn, 3 cúc á. 3 cúc chẳng biết còn mã nào xếp ra chị luôn nhá. Các chị lên rõ vào đấy cho em luôn là mã 138. 138 luôn các chị em mình kèm size vào đấy cho em, bỏ size đại chờ em lát em lên cho. Nay là lên hết mã nào cũng lên. Đấy nhưng các chị em mình lên comment nhanh thì em mới qua mã được cho các chị nhanh. Thúy Nguyễn có rồi. T128 là áo len chị ơi. T128 là áo len nhá, do đi là A66 cơ. Không phải là áo do đi là 128 đâu, 128 là con áo len này này. Con áo len miễn ship nhá, lên cho em là mã T128. Còn do đi là A66 kèm size cơ. M cho chị Thu Trần, M cho chị Thanh Vân. Chị nào chưa được 138 các chị lên luôn là 138. Bác Thanh Vân có rồi nha, bác ơi 3 cúc chờ em chút xíu. Bò 3 cúc các chị em mình đợi em chút xíu đây. Đấy con này là các chị lên là A66 kèm size ML, XL. M từ 38 đến 48, L từ trên 48 đến 55, XL các chị em mình 55 đến 60 cân cho em luôn. 138 size L cho chị Lê Thị Huệ, size M cho chị Thúy Nguyễn không giấu. Thúy Nguyễn không giấu có luôn, chị nào chưa được các chị em mình. Hàng nhà Giang chuẩn, đẹp và rẻ. Tốn tiền nhà Giang lắm, trời ơi bác tươi rồng nay vào làm đơn to to đi bác. Rồi cho chị nốt một mã, M em cho chị Lê Thắm. Em lên liên tiếp luôn cho các chị em mình nốt. Còn mấy mã quần bò em lên nốt luôn nhá. Quần nhà Giang rẻ mà chất đẹp giá ma, cùi bác ơi không phải là rẻ đâu. Thật ra với bác là như này này, cái giá vàng nó cao. Các chị bảo như trước bán cho các chị em mình 199.000 cũng không phải là rẻ nữa. Nó chỉ rẻ hơn các chị em mình mua shop ở ngoài, nó tầm khoảng 80-90.000 thôi. Đúng ạ. Nhưng có cái là giờ em xả cái giá này là vì mình ôm được cái giá tốt. Xong còn ít thì em xả nốt cho các chị em mình. Nó gọi là rẻ, nhiều gọi là siêu siêu rẻ cho các chị em mình. Đây con này còn mấy cái. Con này qua như chị nào mua như chị đọc là bao nhiêu? 158 à? 158 này còn mấy cái cho các chị em mình nốt luôn 146.000 nhá. Em này các chị lên luôn cho em là 146 kèm size. Em 3 cúc này thì S là các chị em mình 40 cân đến 47 cân vẫn mặc ok nhá. 39 đến 47 cân vẫn ok. Size M từ trên 47 đến 51, size L từ trên 51 đến 56, 57 cân cho em luôn này. Con 3 cúc này thì còn ít hơn. Con 3 cúc này nó chỉ còn có vài cái thôi. Chị nào mình lấy mình lên luôn là một bao nhiêu chị đọc xong chị 146. Quên mất rồi. 146 thôi các chị kèm size. Khăn tắm 30 là thành 30 cái à chị. Chị lấy bao nhiêu cái khăn tắm chị lên là khăn tắm kèm theo số lượng thôi. Chị tạp hóa Hùng Nghiệp là có 138 size L rồi nhá chị nhá. Đấy chị nào chưa được con 138 các chị lên cái này các chị lên là 148. À một bao nhiêu? 146 thôi các chị em mình kèm với cả size. SML cho các chị em mình luôn. Ôi đẹp dã man luôn trời ạ. Con này thì nó co giãn. Mềm lắm luôn các chị, sướng cực kỳ, bò này còn không phai nữa luôn cơ. Eo ơi nó còn không phai luôn đấy các chị. Lên comment ở đấy cho em luôn là mã cái gì kia. Điệp Hoàng ơi em có biết nhìn không? Em có biết nhìn không? Mà em hỏi A66 có màu gì? A66 là màu nâu đấy nhá. Ok 146 size M em cho chị Phương Thủy. À, khăn tắm chị lên là khăn tắm kèm theo số lượng ở đấy cho em. Ví dụ như khăn tắm 2 chiếc, khăn tắm 3 chiếc, khăn tắm 5 chiếc. Đợt chợ mặc định khăn tắm là hôm nay em cho nhân viên cài đặt trên máy tính là 30.000 một cái luôn rồi, sửa luôn rồi. Đấy các chị chỉ lên là khăn tắm kèm theo số lượng. Khăn tắm một cái cho Lê Thắm, 146 size M cho chị Loan Dương, 146 size M cho chị Thúy Bùi. Ok chị Thúy Bùi có, lên cho em là 146 thôi các chị em mình kèm size nhá. 3 size cho các chị em mình SML. Mỗi mã nó chỉ còn có mỗi size nó chỉ còn có mấy cái thôi. Đúng rồi, con này nó là 3 cúc nó dài hơn con vừa nãy chứ chị. Con này nó là dài hơn con vừa nãy. Cái con vừa nãy 2 cúc đây, cái 3 cúc của nó dài hơn đến cả 2 3 phân cặp trên rồi. Đấy là riêng mình, ví dụ như mình mặc những cái con 3 cúc này hoặc những cái con này thì cảm giác chân nó sẽ dài hơn nhá các chị nhá. Rồi, Thúy Bùi có rồi, chị ơi chị nào chưa được lên vào đấy cho em là 146 thôi các chị em mình kèm size nhá. 3 size cho các chị em mình luôn, SML này. Qua cho các chị em mình luôn này. Còn bao nhiêu hộp thuốc ngứa em, thuốc ngứa ngoài kia hết chưa? Lên comment vào đấy cho em là 136 à 148 nhá, rằng 146 các chị kèm size này. Thuốc ngứa các chị lên luôn là T25 kèm theo số lượng tuyếp hết chưa? Còn không? Cho nốt ra cho các chị em mình luôn nhá. 146, 146 còn M không? 146M em cho chị kem bông một cái. 146M cho chị kem bông có luôn này. Cái này các chị lên nốt. T128 mà chị Thúy Bùi, khăn tắm một cái cho chị Phạm Lũy. 146 size M cho chị Giang Ngọc Sơn. Ok bác Giang Ngọc Sơn, chị nào chưa được 146 con này các chị không mua là tiếc này. Em thấy nó đẹp dã man luôn. Này các chị lấy cái này là các chị lên là 146 thôi, các chị kèm size nhá. Thuốc ngứa thì các chị em mình từ nấm móng nấm da đầu, cái này nó nhạy siêu nhạy luôn. Dùng thích lắm luôn ý. Bom nhà em hôm qua chẳng biết được là đi lớp bị muỗi đốt hay bị nào mẩn ngứa này, mấy nốt ở trán ở cằm này. Về bôi tí hôm nay dịu hết rồi. Nay dịu hết luôn này. Này cái này các chị lên comment cho em là T25 kèm theo số lượng tuyếp nhá. 25.000 đồng một tuyếp cho các chị em mình luôn. Nấm móng, nấm da đầu, nước ăn chân. Rồi là ghẻ LH Lào, Lang Ben hay là Zola thần kinh, ngay con đơn giản nhất như con các chị em mình bị mẩn ngứa muỗi đốt
dị ứng mề đay các chị bôi được hết. Hoặc những cái bệnh lâu năm như vậy đến tổ điểm mà nó ngứa quá, ngứa không chịu được, các chị em mình bôi cho em là gì? 146 size L cho chị Hồ Điệp. Ok, chị Hồ Điệp có luôn này. Còn chị nào chưa được 146 các chị lên comment ở đấy cho em là 146 không các chị kèm size nhá. 146 là quần bò, lên vào đấy là 146 kèm size SML cho các chị em mình luôn này. Đấy, chuẩn bị hết cho các chị em mình, còn có mấy cái thôi. Còn thuốc ngứa các chị lên cho em là T25 nhá. 25.000 đồng một tuýp cho các chị. Lên nhanh vào đấy cho em là T25 cho các chị em mình luôn này. Lên comment nhanh cho em là T25 cho các chị, 25.000 đồng một tuýp cho các bác mình luôn nhá. Chị nào chưa chốt được là các chị chốt nhanh. Ở đây là chỉ còn mấy 3 tuýp mình chuyển khoản trước. Ok chị Như Hương này, lên comment rõ giúp em là T25 cho các chị kèm số lượng vào. 25.000 đồng một tuýp bán nốt rồi. Nhưng các chị nhá, chứ cái này em bán 38-39.000 một tuýp cơ. Bán 38-39.000 một tuýp cơ. T25 là chị Thu Trần có luôn một tuýp. Đấy, chị nào chưa được cho Hương Doãn có luôn một tuýp này. Còn chị nào chưa được các chị lên rõ là T25 nhá. Ok, cho chị Nguyễn Thị Dung có luôn một tuýp này. Chị nào chưa được các chị lên 2 tuýp cho Nguyễn Lê, 4 tuýp cho Phương Hà này. Lên rõ cho em là T25, 146 size M cho Ngọc Bích có luôn này. Đấy, chị nào chưa được các chị lên comment này. Thuốc ngứa này phải gọi là thuốc thần thánh thật đấy. Cảm ơn chị Nhi Linh ạ. Tại vì nó nhạy. Rồi em nói thật, cái này các chị em mình cứ thử mua một tuýp, 2 tuýp em cho chị Đào Đào Hương có luôn một tuýp, cho chị Phạm Lũy có luôn này. Chị nào chưa được các chị lên giúp em là T25 nhá. Qua mã cho các chị em mình luôn, 25.000 một tuýp. Bác nào chưa chốt được chốt nốt luôn. Còn có mấy tuýp đấy là hết luôn này. Chị nào chưa được chốt nhanh cho em luôn nha. Cho chị luôn áo chị mặc lên luôn cho chị màu đen nâu đi. Lên luôn cho chị hai màu đen nâu đấy. T25 một tuýp cộng với 138 size S cho Nhung Nấm. T25 2 tuýp cho chị Nguyễn Ánh Hồng. Ok chị Nguyễn Ánh Hồng, có chị nào chưa được các chị lên nhanh nhá. Chuẩn bị hết rồi, còn có mỗi mấy hộp thùng, mấy thùng đấy kia nữa đúng không? Rồi tiếp cho các chị em. Áo em mặc các chị lên luôn cho em luôn là L59 thôi các chị em mình kèm màu. L59 các chị kèm theo màu đen với cả màu nâu nhá. Hai màu ạ. 38-39-60-61 cân các chị vẫn đang mặc ok luôn. Comment cho em là L59 thôi các chị em mình kèm màu. Nó rất là dễ mặc, ai mà chả mặc được. Em nói thật, không có thấy ai là bảo không mặc cái con áo này bao giờ hết, em nói thật. Hầu như phải đến 99% trong tủ đồ các chị đều có. Các chị biết những cái năm tháng mà chưa có bán live stream xong cứ vào đây hỏi thử tóc nhỉ. Chị Phạm Lũy là có T25 rồi chị. Những cái ngày mà chưa có live stream ấy, em bán con áo này từ năm 2014-15 nha các chị nhá. Năm 2015 những cái dòng áo này toàn bộ bán là 130.000. Toàn bộ là 130.000. T25 3 tuýp cho chị Ngân Nguyễn kìa. T25 2 tuýp cho chị Nguyễn Huyền này. Đấy, chị nào chưa được các chị lên comment. Rồi, chồng lại mặc con áo đấy rồi các chị lại hỏi tiếp nha. Kính áo vợ mua tặng. Đẹp thế. Tiếp. Rồi, cái này các chị lên cho em luôn. Em bị tụt mạng. Ngân Nguyên có rồi, sụp mạng. Dương nó mở tịt ra luôn ạ. Cái này các chị lên là L59, các chị kèm theo màu đen với cả màu nâu nhá. Đen là em đang mặc với cả màu nâu đây, co giãn cho các chị, nó là tăm lông thỏ. Đừng so sánh với hàng loại 2 nhá. Cái này nó có nhiều loại kinh khủng luôn đấy các chị ạ. Tức là đến những cái dân buôn lâu năm rồi mà còn không biết đường nào mà lần luôn. Giá nó chênh nhau 2.000, 3.000 cũng có loại khác luôn. Em đến phát sợ luôn, hàng này của em các chị mua phải là hàng 75.000. Chứ đây em bán 59.000 cho các chị là rẻ hơn cả hàng loại 2 rồi. Loại 2 người ta còn đang bán 65.000, 68.000. Được chưa, đến loại 3 người ta còn đang bán 55, 59.000 rồi. Em bán cho các chị con này 59.000 chuẩn chỉ loại 1 luôn. Lên cho em là L59 thôi các chị em mình kèm theo màu đen với cả màu nâu cho em luôn nhá. L59 đen nâu em cho Thúy Thúy Nguyễn, màu đen cho chị Ngọc Bích. Các chị lên rõ ở đấy cho em là L59 thôi các chị em mình kèm với cả màu nhá. Màu đen em cho Cà Rốt có luôn này. Hai màu em lên, hai màu lên L59 kèm màu đi, đen với cả nâu. Hai màu cho các chị em mình thôi. Giờ này mà bảo em có nhập thêm về em cũng chả có nhập được đâu. Giờ này gọi là Quảng Châu nó gọi là nó phong tỏa hết rồi. Hàng về được đâu. Toàn hàng ở Việt Nam mình xong rồi làm kiểu may lại ấy, các chị nó không có được đẹp đâu. Sờ cái chất nó cứng đơ ra à. Đấy, còn đây cái này nó là hàng tăm lông thỏ đẹp lắm. Chị nào chưa được các chị lên là L59 đâu các chị em mình kèm màu nhá. L59 kèm màu đấy. Lên chị nào chưa chốt được là các chị em mình chốt luôn. Comment vào đấy cho em là L59 kèm màu này. Nhắc tiếp vào chị luôn cho chị một mã. À còn ít cái quần nam hôm qua lên còn size gì, còn nốt cái màu rêu quần giống anh mặc đấy, phân nốt size số ra là hết. Nâu đen Nguyễn Toàn đuôi 173 nhắn địa chỉ điện thoại vào tin nhắn. Màu đen cho chị Hương Hương Thanh, màu nâu cho chị Đào Hương. Đừng comment số điện thoại trên livestream chị ơi. Địa chỉ số điện thoại nhắn tin vào trong phần tin nhắn nhá. Quần nam này các chị chốt nhanh thì còn chậm tay hết luôn. Hai cái hai màu cho chị Trần Loan, đen nâu cho chị thêm Nguyễn, nâu đen chị Hồng Ngân, màu đen cho Nhi Linh một cái. Chị nào chưa chốt được các chị lên luôn vào đấy cho em luôn là L59 kèm màu nhá. L59 kèm màu em phải lên nhanh cho các chị, nay là
cố gắng để lên cho các chị em mình được tầm khoảng 150 mẫu à. Từ nãy giờ lên được tầm khoảng bao nhiêu mẫu rồi gì không? Ok, màu nâu em cho chị Lê Quỳnh một cái. Chị nào chưa được lên L59. Một đen một trắng là cái mã gì chị ơi? Em đọc rõ ràng là hai màu đen nâu mà. Em đọc rõ ràng là hai màu đen nâu mà chị comment một đen một trắng làm em hết hồn con trồn luôn. Hôm nay cố gắng lên 150 mẫu hàng cho các chị em mình nhá. Đấy, hôm nay là em đặt mục tiêu đấy ra, các chị bảo đừng ra một máy cứ like như ăn cướp ấy. Nếu như không like nhanh thì không thể nào mà lên được cho các chị em mình được 150 mẫu hàng cả. Nên các chị em mình phải chịu khó, các chị em mình lên comment nhanh tương tác vào đấy thì em mới lên được. Quần này các chị lên luôn cho em là 118 luôn, các chị em mình kèm size. Còn size gì em ơi? 29, 30, 31, 32. 29 em chỉ còn một cái, 50 cân đến tầm độ 57, 58 cân mặc 29. 58 cân đến 63 cân mặc size 30. Từ trên 63 đến 67 cân mặc size 21. Từ 68 đến 73 cân mặc size 32. Đẹp lắm luôn, em nói thật luôn, quần này kể cả chồng các chị em mình mặc đi làm cho em luôn nhá. Chồng con các chị mặc đi học đi làm đều đẹp luôn. Đấy, con quần mà hầu như em up cái ảnh nào lên các chị em mình cũng thấy là chồng em mặc con quần này luôn. Hai bên túi kéo khóa đấy. Có túi sau và kéo khóa luôn ạ. Chốt nhanh là 118 xong kèm size. Một tiếp T25 cho chị Bình Dũng ạ. Rồi, L59, chị nào chưa được L59 là áo em mặc đúng rồi bác ơi. Cái này lên nhanh là 118 đẹp lắm. Nó là hàng đúng xước giãn cho các chị luôn. Cao cấp một lần nhất trong các loại nhất của đũi cao cấp cho các chị em mình luôn nhá. Đấy, chị nào mà mình chưa chốt được mặc được cho em cả 4 mùa luôn. Đấy, comment vào đấy cho em luôn là mã 118 luôn các chị em mình kèm với cả là size 29, 30, 31 với cả 32. Cứ từ 50 đến 57, 58 cân thoải mái size 29. 58 đến 63 cân mặc size 30. Từ độ trên 63 đến 67 cân mặc size 31. Từ trên 67 đến tầm 72, 73 cân mặc cho em size 32. Đấy, các chị lên nhanh vào đấy cho em là 118 nhá. 118.000 một quần, không bán được giá này cho các chị đâu, em bán 160. Chụp luôn lại cho em con quần này ạ. Và đi hỏi buôn cho em tất cả các chợ đầu mối xem có phải hàng các chị em mình nhập vào là hàng 16 á. Tức là 160.000 trở lên đấy ạ. Các chị mà ôm số lượng ít còn là 170, 172 cơ. Rồi chị nào chưa được các chị lên rõ vào đấy cho em luôn nhé, cái gì kia. Sẽ lên. Đấy. Thế nó có tăng sông không? Chị nhận được quần này rồi, đẹp lắm ra à. Em cảm ơn bác Huyên Nông nhá. Mà nó dễ mặc lắm. Chồng các chị mặc được, con các chị cũng mặc được. Chốt nhanh vào đấy cho em luôn nha. 118 118.000 ấy. Xong bà này báo comment 118, 67 cân, 1m7. Chịu. Em đã đọc rõ luôn sai số rồi nhá. Kèm sai chứ phải đi kèm cái cân nặng chiều cao chị ạ. Em không có nhu cầu nhận cân nặng chiều cao trên này. Em đã tư vấn cái cân nặng rõ ràng rồi, chỉ lên size thôi. Ok, 118 size 29 cho chị Nguyễn Hà. Hết luôn size 29 đúng không? Lên là 118. Rồi ôi, 148 ở đâu? L592 cái màu đen cho Trần Nga. Ok, Trần Nga này. Ôi giời, sao các chị nghe ra 148 là sao? 118 mà. Chị nghe chốt luôn 148 à? Các chị lên 148 lên lại đi ạ. 118.000 thôi ạ. Chịu luôn, cứ 148 thôi. 118 kèm size nhá. 118.000 kèm size, hiện tại chỉ còn 30, 31, 32. Size 32 cho chị Điệp Tô, 32 cho chị Thảo Nguyễn. Hết 29 rồi đúng không? Vâng. Nói lên rõ vào đấy cho em là 118. Chứ khổ em mà có đang xả 148.000 thì nói gì là xả. Em bán bình thường em còn bán có 145.000. Em bán bình thường em còn bán có 145.000, các chị biết đúng không? Đây em bán cho các chị em mình size 31 cho chị Nguyễn Thùy. Size 31 chị Nguyễn Thùy này. Còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em là 118 nhé, 118.000. Xong các chị kèm size còn 30, 31 với cả 32. 58 cân đến 62, 63 cân mặc cho em size 30. Size 30 này từ tầm độ trên 63 đến 67 cân mặc size 31. Từ trên 67 đến 72, 73 cân mặc cho em size 32. Ok, cô Thanh Nguyễn, cô nào đây size 32 kìa. Size 32 cho, ui dồi ôi, chị Hoàng Mai ơi. Một cái. Không chốt Hoàng Mai luôn. Size 30 em cho chị Hạp Đinh ạ. Lên là 118 kèm size nhá. Chứ đừng đi comment M 118 size 32 xong rồi kèm cái số điện thoại ra. Ôi dồi ôi. Mai nhân viên này cứ đi tìm 118 size M. Ok, size 31 cho bác Liên Hoàng một cái, 31 cho Khoa Vi một cái. Em mất á, hết mất 29 rồi bác Kem Bông ơi. Còn mỗi 30, 31, 32 thôi. Không còn size 32 còn có một cái thôi đúng không? Đấy, 32 là còn một cái, còn đâu còn size 30, 31 nhá các chị nhá. Chị nào chưa chốt được các chị lên luôn. Size 32 cho chị Nguyễn Hồng là hết luôn. 32. Ok bác Nguyễn Hồng. Em chào bác Nhung Dương nha. 138 còn size S với T25 có rồi hay sao đấy Nhung Nấm. Nhung Nấm thấy đọc từ nãy rồi không cần phải hỏi lại đấy nhá chị nhá. Size 32 còn một cái đúng không? 32 hết ạ. À 32 em hết rồi. Em còn có mỗi bác Trường phát biểu đi kìa. Cơ động thôn là ai đấy?
hết luôn 32 rồi các chị, em không còn đâu, còn mỗi 30, 31 thôi. Còn mỗi 30, 31 là hết hàng nha các chị. Áo treo lên chưa các chị ơi. Lúc nào mã nào các chị em mình em lên rồi thì em bảo trả lời lên rồi. Cho chị nốt luôn còn mã quần nam còn màu nào. Màu than còn mấy cái size gì? Ô sao cái này hôm qua bao nhiêu khách comment dự bị 239 à 29 không comment à không bấm à? Đúng rồi 128 là mã áo. Giờ lại đây, màu than đây cho các chị nhá. Màu than đây các chị lên nốt này, cái này là 120 29 còn 1 à? Vâng, 130 còn 1, 31 còn 2. Đấy cái này là 29 còn 1, 30 còn 1, 31 còn 2. 32 là hết hàng. Cái này các chị lên là 120 kèm size nhá. Nói nó là màu than cho các bác mình còn có mấy cái này. Đẹp dã man luôn cho các chị em mình luôn này. Con chị nào mà chưa chốt được các chị lên comment vào đấy cho em là 120 nốt luôn nhá, quần nam cho các chị. 29 là còn 1, 30 còn 1, 31 còn 2 cái. Chị nào chưa chốt được lên nốt cho em luôn. Cái này hôm qua bao nhiêu chị comment ra 29 luôn. Các chị xem lại livestream tối qua để các chị em mình biết. Không có hàng luôn. Này chắc chỉ có bà nào gọi là 120 size 30 em cho chị rung đỗ một cái. 30. Hết luôn 30 à, còn 29 với cả 31 nhá. Này là chỉ có bà nào không nhắn tin lên thôi, sau mà hết hàng nhá. Mã nào mà trong kho đã hết rồi á mà chốt bao nhiêu người comment không được. Con không hiểu bài nào. Cô đâu? Cô đi về rồi. Ô thế sao vừa nãy con không hỏi cô? Mang lên mẹ xem nào. Cô bảo con chỉ lấy 8 đứng tiền thôi chứ không xem toàn cầu. À không xem toàn cầu, cứ tí lên bạn ạ. Sai 31 em cho chị Liên Hoàng, 29 đó chị Nguyễn Hà. Cô dân toàn cầu tí lên bạn ạ. Ra xem. 31, hết 29. Đâu bài nào? Ôi mẹ cũng để mẹ xem thế nào đã. Để giúp con hoàn thành tốt. Bài trình bày truy vấn cá nhân hãy điền vào chỗ trống các phần sau. Tức là cái này là phụ huynh điền à hay là con điền? Con điền. Ba mẹ điền. Cô bảo ba mẹ điền cho chỗ nó đẹp chứ con. Đây này thì điền. Đấy, để giúp con hoàn thành bài này đây này. Hãy điền vào chỗ trống trong các phần sau để mẹ giúp con mà ba. Ba mẹ điền. Ừ, ba mẹ. Thế thì con đọc chỗ này con đánh vần này. Tại sao mà con không hiểu? Đây con có thể đọc cái này. Con xin chào cô và các bạn, con tên là. Thế tiếp học sinh lớp. Đúng rồi, sau đây con sẽ trình bày một số vấn đề cá nhân của mình. Đấy. Mà cái này ba mẹ phải viết. Mà cái này cô bảo về nhờ ba mẹ viết chứ con đừng tự viết. Thế ba viết à? Thế nhưng con đã đọc được hết trong những cái này chưa? Con đọc được hết rồi. Con đọc được hết rồi á? Thế con đọc cho mẹ nghe nhá. Đấy con đọc cho mẹ nghe xem nào. Ngoài đây cái này mới đọc rồi à? Con đọc lại đi, con đọc lại mẹ xem nào. Con xin chào cô và các bạn, con tên là. Rồi, đấy. Đúng rồi. Học sinh lớp 16. Trường gì đấy à? Phải chữ trường đấy không? Sau đây con sẽ trình bày bài truy vấn. Thế con biết đánh vần rồi, con đọc con hiểu tí nữa lên ba hướng dẫn con nhá. Ừ, tí nữa lên ba viết. Rồi ba hướng dẫn nhưng ba viết thì ba phải đọc bằng đâu. Con phải nêu cái ý kiến cá nhân của mình xong ba mới viết cho con được. Chứ rồi ba viết xong rồi mai lên con chả biết cái mù gì để làm này. Chị Phương Hồng mai gọi cho các bạn này, các bạn giải quyết đơn nhá. Cái gì cái 165 gửi cho chị. Bộ nâu chị gọi điện bảo kiểm tra giúp chị. Con lên xem là bóng nha mình nha. Ừ con lên con xem đi. Xong một tí con đi ngủ nha. Rồi hết hết luôn size 29 đúng không? Còn một cái size 31 thôi. Size 31 cho chị nào đó cho Nhi Linh rồi hết 120. Ừ con lên trên nhà đi. Nhanh phết đấy chứ nhỉ. Chị ơi đi học cũng quên cả bài tập. Chị mai cái gì kia chị Phùng Hồng nhá. Mai chị gọi vào cái số 838. Chứ cứ comment ở đây xong rồi comment như cái dung đỗ như có size 30 từ nãy rồi. À 118 chứ. Dung đỗ lấy cả 118 size 30 đấy. Ok chị dung đỗ này. Nhá đừng có vào comment này hỏi cái nọ cái kia với cả kiểm tra đơn hàng với kiểm tra tin nhắn. Giờ này chỉ có nhân viên phụ like thôi. Không có nhân viên kiểm tra đơn, kiểm soát đơn với kiểm tra tin nhắn giờ này đâu. Nhá chị nhá. Thế em để số điện thoại hotline để làm cái gì hả chị? Em thuê nhân viên trực máy để làm cái gì hả chị? Nhân viên trực máy, nhân viên ngồi bàn nhà em, nhân viên kế toán là lương cao nhất trong tất cả các bạn nhân viên rồi đấy. Các bạn ấy còn chỉ phải làm giờ hành chính thôi. Các chị em mình gọi vào đấy cho nhân viên kiểm tra. Thế chứ ngày chả gọi cứ đè đến lúc người ta lên like xong bắt đầu vào comment. Em chả hiểu kiểu gì luôn. Rồi qua cho các chị em mình luôn này.
lên cho chị nốt, còn mã bộ nam nào lên cho chị nốt. Mã 130 à 120 là hết rồi đúng không? Bộ nam. Đây còn mấy cái đỏ bạn đưa nốt đây cho mẹ luôn là hết đúng không? Cái này chắc tổng kết rồi. Đây cái này các chị em mình lên lọc 96 đây, lọc 96 còn mấy cái? 4 cái, 5 cái, 3 cái. 5 gì có 6 cái ở đây mấy cái? 5 cái. Ok đúng 6 cái á. Nay nhận được hàng Hiền Giang rất đẹp, em cảm ơn chị Vũ Tâm nhá. Cái này các chị lên nhanh vào đây cho em nốt luôn, còn mấy cái lên nốt là lọc 96. Này 38 cân đến 55 cân các chị mặc ok nhá, con len này thì quá đẹp luôn. Cái này chị nào nhận được hàng khen luôn, mỗi tội là không còn màu cho các chị em mình, em lên một màu giá này thôi. Lên nốt là lọc 96 cho gọn hàng nốt luôn này. Đấy các chị em nào mà mình chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn này, cứ tự nhiên. Bây giờ nó như kiểu dở hơi nhỉ. Facebook giờ này mẹ dở lắm rồi. Comment vào đây cho em là lọc 96 cho em luôn nhá các chị nhá, 96.000. Con này chả có điểm gì để chê luôn. Nói thẳng luôn là em này không có điểm gì để chê luôn, em bán 145.000. Chạy kinh khủng luôn nha các chị. Mặc này mặc như thế này thì bảo sao. Mãi chả không được. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em là lọc 96 cho em luôn nhá. 96.000 đồng cho các bác mình luôn một cái, còn mấy cái nữa hết hàng. Comment nhanh vào đấy cho em lọc 96 tay này. Quá đỉnh cho các chị em mình luôn. Đấy, tất cả những cái viền này của nó toàn bộ là gầy lên hết luôn. Áo này nhà em bán 3 năm trước này. Cái nào chồng? Áo chồng mặc. Áo chồng mặc á? Đâu, cái này mới 2 năm, cái này mới bán năm 2020 mà. 20, mùa đông này mùa đông thứ 3. Ừ, 3 năm, 13 năm rồi. Áo này bán rồi. Từ năm 2020. Nhưng mà cái này như là 300 mấy cơ. 306 hay sao á. Hàng VIP để cho ông ấy mấy cái ông ấy mặc à. Nhưng mà quay máy giặt bao nhiêu năm rồi không xù xíu gì luôn nhỉ. Không thấy ba chuyển ba mặc cái áo giữ nhiệt kia cho mẹ đi xem còn bao nhiêu chị lên không, mẹ lên không. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Mã này là lọc 96 cho em luôn, nốt luôn nhá. 96.000 cho các chị em mình luôn, còn mấy cái luôn. Giá như này không mua thì mua cái gì. Đưa chị luôn đâu, còn ít bộ nam là đưa chị nốt phân size phân số chứ. Còn đủ size không? Đủ ạ. Nay nhận được áo 9K nhà Giang đẹp quá, cảm ơn Giang nhé. Ô em cũng quên mất em tặng con nào 9K rồi cơ. Quên mất rồi. Không có nhớ được nữa luôn. Kể cả cái đồ em tặng các chị em mình cũng đẹp luôn. Rồi cái này còn ít này. Lên nốt cho các chị em mình luôn này. Lên nốt cho em luôn 150 kèm size nhá. 150 các chị em mình kèm size luôn này. LXL với 2XL. 50 cân đến tầm độ 58 cân mặc L. Từ trên 58 cân đến tầm độ 64 cân mặc cho em XL. 65 cân đến tầm độ 72, 73 cân mặc cho em size 2XL. Đấy các chị chốt nhanh vào đấy cho em luôn nhá. Bộ nam còn mấy bộ lên nốt này. Lên nốt cho em là 150 kèm size bộ u mì luôn. Viền này toàn bộ viền may luôn nhá. Các chị nhá 189 này đúng không? 189 xả nốt 150 kèm size. Ê, chả có đủ tiền vải với cả tiền khóa, tiền khiếc các thứ cho nó mệt người. Rồi sau dẹp mẹ nó bán luôn mấy bộ nam này đi. Bán xong đến lúc là giá vào nó cao ấy, lại mất mạng lại vừa nháy rồi. Ê chứ lại. Đấy. Bực à. Tí tí lại nháy mạng. Không hiểu mạng kiểu gì đâu. Ok 150XL cho Hiếu Kiều, L cho chị Tình Nguyễn. Hai bộ size cái gì? Hai bộ size M là ở đâu đấy chị? L59 màu đen cho chị Hạt Đinh. Hai bộ size M ở đâu thế chị? Chị gì đấy? Chị Hiền Đỗ Thị. Size 2XL em cho chị Hoàng Mai. Lên 150 kèm size LXL và 2XL. L em cho chị Liên Ngọc. L cho chị Liên Ngọc này. Size 2XL em cho bác Nhung Dương. Ok bác Nhung Dương có luôn size 2XL. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nha. Comment cho em là 150 kèm size LXL và 2XL. L cho các chị em mình là cứ từ 50 đến 58 mua cho chồng cho con. XL từ độ trên 58 đến tầm 64 cân, 2XL từ 65 cân đến 72, 73. XL cho chị Hương Giang một bộ. XL chị Hương Giang này, L cho chị Thanh Vân một bộ. Size 2XL cho chị Thảo Nguyễn một bộ. Mạng nó mờ một tí là nó lại rõ ấy mà chị. 128 cho Hương Giang cái áo T128 này, áo xanh đấy. Rồi còn chị nào chưa được lên 150 các chị em mình kèm với cả size. Một tí nó lại rõ ngay ý mà chị. Nên kệ nó, mờ ai xem được thì các chị em mình xem nhá. Ôi mờ để lọc bớt đi những các chị em mình, kiểu các chị em mình thực sự các chị em mình muốn mua. Đúng không ạ? Thật sự các chị em mình muốn xem.
Đấy, các chị em mình chờ một chút xíu là nó lại rõ ngay mà. Ô, cái chị kia vẫn cứ comment hai bộ size M. Bực thật luôn ấy. Cứ bảo sao mẹ like quần áo không tăng sông được. Cứ tư vấn một kiểu, khách vào nghe một kiểu, comment một kiểu. Trong khi đấy nhắc rồi vẫn cứ comment sai. Bực kinh người luôn. Nãy bà bảo hiền không có nổi luôn ấy. Thế chỉ phát rồ lên ấy. Mẹ nói to thế rồi chứ đâu phải là nói nhí như mấy cái bọn tập like đâu. Em like đến 7-8 năm nay em nói rất to và rõ ràng, tư vấn rất là rành mạch. Nhưng mà có một cái comment này mà comment sai được. Mà trong cái đấy nhắc tên lên rồi cơ, vẫn comment sai. Cứ một mình một kiểu thôi. Mày thích tư vấn, mày thích giới thiệu kiểu gì thì giới thiệu, còn tao thích comment kiểu của tao. Thế thì chốt thế nào được đơn? Rồi chị nào chưa được lên 150 kèm size L, XL với 2XL nhá. L 50-58, XL từ độ trên 58 đến tầm độ 64 cân, 2XL từ 65 cân đến tầm độ 72-73 cân vào đấy cho em luôn. Cứ toàn tự một mình một kiểu. Mà nhắc tên lên rồi vẫn thế này nhà Thảo cũng vào lại mấy lần này. Thảo thì mặc như cái cục cứt gan thì mặc như cái quần què. Chịu. Chả hiểu. Chắc bọn nó cứ mạng nó nháy cái là bọn nó lại thoát ra vào lại, nhưng mà thôi kệ. Nhà mình cứ kệ chị nào các chị xem được thì các chị xem. Giờ nó đen ngòm luôn rồi. Đấy. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nha. Cho chị còn bao nhiêu set tất nữ dồn nốt vào chị lên em ơi. Cái mã mà 88.000 em mang nốt vào đây cho chị lên nốt luôn đi cho gọn. Cứ thoát ra vào lại lắm như kệ chàng. Em ơi, vừa nãy em ship cóc chưa? Mang chị cóc đây nào, mang chị cóc đây với cả mang cho chị vừa, mang cho chị mang lên nhà đấy Tuấn. Nó mang cóc với mang xoài bao tử này. Hôm qua vừa ăn cóc. XL 150 cho chị Lê Việt một bộ. Ok bác Lê Việt à, Lê Việt. Thế mà chiều nay không sao bức. Chiều nay người ta khóa cổng rồi không ạ? Trèo vào. Thôi. Cái nhà đối diện nhà xin con sau, ấy. Xin sau. Nhà đối diện nhà con luôn nhá. Nhà thì ở Láng, đường Láng Hà Nội. Mua 20 mét đất mặt đường trên đấy. Hơn 6 tỷ. Chỉ có để trồng mỗi cây thôi, trồng mỗi vài cái cây cóc với mấy cây hoa hồng. Có một đoạn có phần nhà có cây cóc nhiều sai quá lắm nhưng mà xin cũng không. Đấy. Nên chị vừa mua đấy, lấy cho chị lồ hộp bột canh ở đây em ơi. Chị ơi vừa lên bộ nam, mình ơi vừa lên bộ nam đấy các chị. Hôm nay nhận được bộ nồi nhà Giang rồi, đẹp lắm, em cảm ơn bác Hương Thu. Không những đẹp mà còn bền ạ. Đây nha các chị. Nay về bột canh là chỉ để gọi là về bột canh chỉ để gọi là để chấm lại chim ăn đấy. Chấm bọn nó lại chim ăn. Em mình để lại sốt để. Để này đâu, để Tết ăn luôn gì à? Tết có về đâu. Tại vì hết mấy lâu nay rồi. Dì có biết vì sao không? Dì có biết vì sao con đặt không? Hôm qua điên quá. Kiếm được mấy chồng kiếm cho mấy quả cóc vào trong bếp còn đúng cái lọ bột canh nó ướt nhè ướt nhẹt ra rồi. Vẫn chấm vẫn ngon. Đấy nên là bộ nam vừa nãy là mã 150 kèm size chị ơi. Mã 150 kèm size. Ui giời ơi, ngon quá. Sâu lại bảo mẹ ơi cho con ăn tay chấm muối nhé. Bột canh nhà em đang vẫn là chân ái đúng không các bác? Thôi còn mấy set tất lên nốt này. Cắt nốt chưa, dọn nốt vào cho em ơi. Cái này các chị bộ nam vừa nãy là 150 kèm size L, XL với cả 2XL mình ạ. Cái này các chị chốt nhanh luôn nhá. 88.000 em cho nốt cho các chị em mình, 75.000 lên nốt T75 đi. 75.000 đồng 10 đôi tất cho các chị em mình luôn. Con này siêu mịn cho các chị em mình luôn, sướng lắm. Lên comment ở đây cho em là T75. 75.000 đồng một set, 10 đôi tất cho các chị luôn nhá. Cái gì vậy? Chỉ có con cửa hàng béo. Hết rồi bạn, không còn nữa luôn, chỉ còn mỗi mấy set tất này nữa là hết. Ngoài kia còn không em? Lên vào đây cho em là T75, 75.000 đồng một set 10 đôi nhá. Đấy, 75.000 một set 10 đôi cho các chị chốt nhanh để đây chị em. Comment nhanh giúp em là T75. 150 XL còn không em? Còn. 150 XL cho chị Hiền ạ, T75 cho chị Trần Thị Lan Hương ạ. Lên nhanh vào đây cho em là T75, Thảo lại nốt lần cuối. Bảo đừng có thoát, cứ kệ nó thôi. Cứ thoát làm gì, cứ để nó quay một tí là lại được. Vào đến 5-7 lần thì vào nhiều như thế này nó lại khóa sư nó tương tác. T75 cho chị Nhi Linh ạ. Chị nào lấy T75 các chị lên là T75 nhá. 75.000 đồng một set 10 đôi cho các chị em mình luôn này. Xem bộ nam với bộ nam qua mã em xem lại đâu chị ơi. Qua mã này.
Đấy, chê tranh thủ mạng nó lên, bảo nay mục tiêu hôm nay phải lên được cho các chị 150. T75 cho chị Hoàng Mai ạ. Lên nhanh T75 nhá, màu cũng đẹp luôn. Màu sạch dã man cho các chị em mình luôn, chất thì mềm cho các chị. Đấy, chị nào chưa được T75 các chị lên cho em là T75 nhá. 75.000 một set, 10 đôi cho các chị. Chả có lên comment, chả có chỗ comment luôn. Ơi nhấc xuống chưa? Sao mà cái thằng ấy nó mỗi cái việc nó lên thôi mà cũng lâu vậy? Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là T75 luôn cho em nhá. 75.000 đồng một set, 10 đôi cho các chị luôn này. Đã đúng. À, bảo lên mang xuống thì còn múc nâu. Mở mở cho chị em ơi. Nó ghi bằng đồng. Được tặng cả son cả áo luôn răng. Ô thế á, Hà Thí Đạt. Chả để ý. À hôm trước mày mua hai tiếp kem chống nắng đúng không? Trời ơi. Chả biết đứa nào nó chốt đơn thì tao biết thế tao tặng cho cái áo khoác. Chú nó có tặng áo khoác không? Làm luôn tí đi các chị. Ăn cho đỡ buồn. Nhân viên nhầm không không? Tao dặn chúng nó thôi nhưng tao chẳng biết là tao dặn cái gì, tao cũng quên mẹ nó mất luôn rồi Đạt ạ. 150 hai bộ XL chị Hiền Hiền kìa. Ok chị Hiền Hiền. À cả áo khoác ừ thế thì chắc tao dặn rồi. Tao cứ tưởng tao quên mất đấy. Tao cứ tưởng tao quên mất Đạt ạ. Mời cả nhà mình ăn cóc. Các bao tử tưởng thích này. Thua hơn. Ừ. Alo từ nãy giờ không muốn trả lời vẫn alo. Mở ra giật mình thấy hai áo một son. Ừ. Thế thì tao dặn bọn nó đấy Đạt ạ. Tao dặn bọn nó đấy, hôm nào xuống tao chơi. Chán quá. Các bác mình ăn cóc cho đỡ buồn đi các chị. Mẹ mày lại còn bày đặt cảm ơn tao nữa. Thôi dẹp đi, khỏi cần cảm ơn nha. Không cần cảm ơn. Hôm nào xuống tao chơi. Ba ăn đi. Ăn cho tỉnh ngủ ra like tiếp. Bột canh lát nữa em lên cho. Để lại 10 hộp nha. Mời các bác. Bột canh các chị lên comment và nói cho em là bột canh 28.000 một hộp. Lên là bột canh kèm số lượng hộp. Bột canh nhà em ngon cực. Chuẩn bị hào hảo đến 99% luôn. Chứ không phải là hàng vơ vẩn đâu. Các chị lên comment và nói cho em là bột canh kèm theo số lượng hộp nha các chị. Cái này mà chấm thịt gà vắt thêm tí chanh nữa thôi thì ngon hết nấc luôn. Tí chanh hoặc là tí quất. Đấy rồi các chị em mình chấm hoa quả. Để em muốn ăn cả cơm nguội chấm cái này nữa cơ. Ngon cực, kiểu nghèo đói mà các bác. Nên chấm cả cơm nguội ăn luôn. Comment vào đấy cho em luôn nhá. Mã là bột canh kèm số lượng hộp. Có cả xoài hay không? Đã mang cả xoài, mới mang mỗi hộp cóc. Ba chốt bột canh đi. Bột canh 5 lọ cho chị Nhung Dương ạ. Khách VIP của em. Em cảm ơn. 1 hộp cho chị Thủy Phạm ạ, 2 hộp cho chị Lương Huấn ạ. Em cảm ơn bác Nhung Dương nha. Bác Nhung Dương lúc nào cũng vào ủng hộ. Vừa ăn thế này thì các chị lấy tay đâu mà comment. Nóng lòng nước dậy. Chồng cứ linh ta linh tinh. Thế này, thèm này, nhỏ dãi này thì... Thế này nó chỉ cả gạch xoài đúng em. Bác nào chưa được các bác lên comment nha. Một lọ cho chị Bình Dũng ạ. Hai hộp cho chị Nam Lâm ạ.
ăn tiếp luôn cả thịt gà thế này. Cho chị Lê Quỳnh 2 hộp. Ở đâu rồi? Cho chị Lê Quỳnh 2 hộp ạ, chị Lan Nguyễn 2 hộp ạ. 2 hộp cho chị Ngô Minh Thu ạ. Ơ Hoàng Mai 5 hộp là có chị nào? Được. Cho chị Hoàng Mai 5 hộp ạ. Tưởng chị đúng mẹ đó chị. Nhung Hương. 1 hộp cho chị Nga Đinh ạ. Bà lên chặt nốt cho mẹ con gà củ muối này. Có khi vừa ăn để bán hàng. Hai hộp cho chị Tiên Phan ạ. Ơ phải lên là bột canh kèm. Em vào sửa cho chị. À thôi để anh chuyển. Ui ngon lắm bác đặt hàng. Một bột canh cho chị Liên Ngọc. Bấm rồi. Ơ chấm đi này mấy đứa, chấm đi. Chấm nhiệt tình đi chứ lại cho mày ăn đi. Mỗi tội là cóc chị thấy không được ngon lắm. Sao sang xin. Kiểu cảm giác nó không được giòn. Hôm qua hái tại cây ngon lắm. Nhìn răng ăn mà chảy nước miếng. Tại cây thì cái gì chẳng ngon. Tự nhiên chồng em, thế nên chồng em bảo. Đùa nói các chị đừng dỗi, chồng em bảo vợ lại vừa ăn cóc vợ vừa like này thì các chị lấy tay đâu mà comment, tay lau nước nhà anh mất rồi. Nhưng mà ngon thật các chị ạ. À hôm trước em vừa xem cái đợt mà em nói với các chị đấy, nể nhất cái bà bán bột canh. Bán bột canh bảo bà bột canh nào mà không có hành sấy. Khách nó vào nó comment đâu mà mày bóc ngay cái gói bột canh, mày bóc ngay cái gói mì tôm bảo hảo ra, nó có hành giấy, cái này nó mới chuẩn vị thơm. À, cóc ngon chảy nước miếng. Cóc hôm nay không ngon mấy bác ạ. Em nói như vậy để cho các bác bớt chảy nước miếng thôi. Chứ còn đâu vẫn cứ là ngon. Rồi chị nào chưa được các chị lên comment nha. Em làm miếng xoài nữa cho à, tỉnh người à, bộ 1 năm 150 size XL cho chị Ngân Kim này. Ok chị Ngân Kim nhá. Cấp nữ này là mã T75 chị ơi. Đấy, còn mấy set đây 75.000 10 đô. Chị nào lấy các chị lên nốt ở đấy cho em luôn nhá. Qua cho các chị luôn này. Hai bột canh cho chị Ngân Kim. Bác nào chưa được các bác lên comment vào đấy cho em luôn. Ôi cái thằng kia công nhận nó đi lâu thật đấy nhỉ. Không hiểu thằng kiểu gì lâu. Luôn. Xa đi nó đi lâu thật luôn ấy. Ui mày lên mày lên mày chửi cho nó cái. Bốn hộp bột canh cho bác Phạm Vân Anh. Ok bác Phạm Vân Anh này. Lộc 96 là áo đỏ kia thì phải chứ đúng không? Lộc 96 còn đấy, bác lên là Lộc 96 cho em là được. Chạy ngay cái thang bộ nó xuống. Phải đi cứ giờ. Thôi gọt gọt đi. Gọt đi à, gọt đi vui ơi. Gọt đi cho chị miếng nữa nào. Em phải gọt đi, chị phải gọt vỏ. Đấy chị nào chưa được các chị lên comment đấy cho em luôn nha. Cho chị luôn một mã len nam này. Cái mã này làm đó gì? Mã đấy. Trên con chỉ kia đấy. Đúng rồi. Đưa nốt thì còn bao nhiêu cái đây. Tổng kết nốt luôn lên nam. Năm nay hết lên nam sớm. Không lên hết. Nó còn thay đổi. Cái gì gì? Hả? Đây còn một mấy cái lên nam nữa là hết nha các chị nhá. Đây con này hôm trước chồng em mặc đây các bác này đẹp lắm luôn. Nãy hôm lão ấy mặc cho các chị em mình luôn đấy, 140, 100 để nốt cho các chị em mình 130 có chị ba mày đang chờ để mày ăn thêm xoài ba để bảo mày ăn nữa không, 133.000 đi lên luôn cho em là len nam 133 cho các chị nhá. Cái này từ tầm khoảng 48 cân đến tầm khoảng 62-63 cân cho em đẹp lắm luôn. T75 cho chị Ngô Minh Thu một set tất luôn này. Cái này lên cho em luôn là mã 133, 133.000 một cái len nam cho các chị em mình chốt luôn này. Cái này là len ép lông thỏ luôn nha các chị nhá. Hàng này là hàng ép lông thỏ luôn ạ. Quần em mặc, quần chồng em mặc có bán chị ơi, 750.000 một quần ạ. 750 một quần. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn này. Mã cho em luôn là 133 cho em luôn nha các chị nhá. 133.000 48 cân đến tầm khoảng 62-63 cân mặc cho đẹp nha các chị nhá. Đấy lên comment vào đây cho em luôn. Đó là len ép lông thỏ, không phải len thường, bỏ cho mẹ cái khác này ra. Len ép lông thỏ luôn, các bác mình chốt nhanh vào đấy cho em luôn nha. Mã cho em là 133. Đấy 133.000 cho các chị em mình luôn này. Đẹp nhờ. Mê cho các chị em mình luôn. Đấy ông này là nghe đấy xoài bao tử đấy. Không có ăn cái gì đâu nhưng mà nghe đấy xoài xiếc cái là bắt đầu. Không hiểu tại sao cứ như kiểu ngén ấy. Cho chị cho chị cái miếng xoài nào. Không phải là làm chị nhớt nhãi rồi. Nó cầm này xuống nó không lấy bát nó đổ vào tai. Này chị cảm thấy không giòn đấy nhỉ.
giòn lắm đâu. Không comment số điện thoại trên này nhá. Việt Nam tháng 21. Đang đá gần rơi sàng ngang. Bác đọc không bác? 150 133 đấy, thế nào comment nào. 133 cho chị Hương Mai ạ. À. XL 150 còn không em? Còn. Lắp Hương Mai nhắn tin để chỉnh dọn. 150 size XL cộng T75 cho chị Vi Linh Phương ạ. À. Hai hộp bột canh cho chị Hương Mai ạ. À. Đừng comment số điện thoại trên này nha chị Hương Mai. 133 cho chị Nhi Phượng ạ. À. Mẫu mặc đẹp thế. Con rể mẹ mà lại. Thế. Chả ngon nhỉ? Ngon thế, chấm cái này mới ngon. Chín rồi. 61 cân mặc XL. Trả lời cho chị kia. Bác trả lời to lên. Bộ nam 61kg mặc size XL ạ. Ôi like nó chứ. Nhưng like cũng không nên comment em chán lắm muốn like đâu. Ngồi ăn cho đỡ buồn ngủ. Không về mà phụ vợ like đi. Không like á? Chịu. Thế thì chịu rồi. Like không lên comment. Chị Hương Mai nhắn tin địa chỉ và số điện thoại vào page cho em ạ. Vậy làm sao em mới mua? Chị có hiểu từ nhắn tin không chị? Ba phải nói rõ là nhắn tin nhá. Không tí nữa lại như cái khách hôm trước ấy. Không phân biệt được comment với cả nhắn tin luôn. Đưa miếng nữa. Không có quả nào xanh xanh à? Xanh... Chấm cái bột canh nhỏ ngon. Chấm cái bột canh. Cái lọ bột canh nhỏ ngon. Sơi cả sàng ngang. Rơi sàng ngang quá. Sật phấn đập bước ra. Việt Nam đá với ai? Đông mua. Mỹ Đình. Mẹ tí rơi sàng ngang. Nâng hẳn cái sàng ngang cao hơn 20 phân. Lắp mãi bộ nào. Nhách quá. Việt Nam thắng à? Thắng 2-1. Ba like đi, ba lướt lại áo nam với cả tấp đi. Đéo. Đi đâu? Các chị lấy áo len nam lên mã là 133 cho em ạ. Tư vấn tâm lý cho các chị, tư vấn em bé hôm qua ấy. Tâm lý em bé hôm qua ấy. Nhận rồi đấy. Nhận rồi đấy nhỉ? À, ôi, đây, lúc này em băng không? Đang to. Đấy, còn chưa gì được. Bột canh giá là 28k một lọ. Các chị lấy lên mã cho em là bột canh ạ. Kèm số lượng hộp. Anh xin được tấn thằng cả nội. 150 đấy. Anh bảo nó hay ra xem nó thế nào con đây này. Đi rồi. Đánh bóng. Nó đánh bóng à? Đánh bóng. À đi lấy bóng á. Con ơi, đến giờ đi ngủ rồi. Ba chưa lên dậy con. Ờ thì ba lên cho con làm nốt bài tập đi. Lên cho con làm nốt bài tập đi xong cho con đi ngủ. Ngủ đi, hôm nay ngủ sớm đấy. Mai nghỉ nhá, bon sâu nhá. Sâu ơi. Quần chồng em mặc chị qua shop nhà em mà xem nha chị, 750.000 một cái. Sâu. Qua shop nhà em xem. Mai xin nghỉ cả từ sáng nhá con nhá. Cái gì anh à? Mai bảo nghỉ từ sáng nhá, không đi học. Bác Hà nó nghỉ cả ngày. Dễ lắm.
mai nó lại mai nó lại xin nghỉ từ sáng. Không, không có chuyện đâu nghỉ. Hôm mình đi ăn đi, ngay bà hay có chơi mẹ đi à? Không có mình lai nữa. Điền lắm này. Mở cửa lên, mở cửa lên. Đây đâu? Yêu cầu chị luôn quần ba cúc vào đây đi. Phân tay ra luôn. Lên tí nữa thôi, không lên lúc nữa thôi, không lên đâu. Nhớ quần ba cúc. Quần nam là hết rồi đúng không? Đại là còn mấy trăm đúng không? Vâng. Ba màu hay bốn màu? Còn có hai màu. Còn có hai màu thôi hả? Nhận được hai áo khoác do đi trẻ con nhà Giang đẹp nhờ rồi đẹp lắm. Cái này các chị lên nốt nhá, còn mấy cái mới về được có mấy ngày mà đã hết hàng. Hôm trước quay các chị em mình nhìn đằng sau đúng không, choáng váng luôn đúng không, kinh khủng luôn. Cái này còn ít, lên nốt cho các chị em mình luôn. Lên nốt cho em là Q110 kèm size SML XL, S từ 40 đến 47 cân, M các chị từ trên 47 đến 51, L các chị em mình từ trên 51 đến tầm 56 57, XL từ 57 đến 64 cân. Nãy hôm qua mà con quần này sao em chả nhớ nó luôn phải không? Đấy, sướng lắm luôn nha các chị nhá, mê luôn. Lên luôn cho em là mã Q110 kèm size SML XL cho các chị em mình nốt luôn. Xem lại livestream tối qua, em mình thích mặc những cái này, kể cả đi với dép cao cũng đẹp. Riêng con quần này các chị em mình mặc, các chị đi với dép cao cũng đẹp, đi với giày bệt đẹp, giày thể thao cũng đẹp, đi với bốt cho em cũng đẹp luôn. Nói lên comment ở đấy cho em là Q110 nhá, cho các chị em mình kèm size SML XL, 4 size cho các chị em mình luôn này. Mã cho em luôn là mã Q110 kèm size nha các chị, SML XL cho em luôn. Quá đẹp cho các chị em mình luôn này. Giá này không mua, nó chỉ mua mỗi cái đỉnh. Được chưa ạ? Chắc là chỉ gọi là bao tải mới rẻ hơn rồi thôi, chứ còn đâu chả có cái gì rẻ hơn nữa luôn. Comment ở đấy cho em là Q110 nha, trong các chị em mình kèm với cả size SML XL. S các chị em mình 40 đến 47, M từ trên 47 đến 51, L các chị từ trên 51 đến 56 57, XL từ 57 đến 64 cân. Ok, S cho chị Tuyên fan một cái. Lên rõ là Q110 kèm size chị ơi. SML XL vào đấy cho em luôn nha các bác. 110.000 một chiếc. L cho Hồng Tiến một cái. L cho Hồng Tiến một cái. Comment vào đấy cho em là Q110 kèm size SML XL cho chị Hạt Đinh một cái. Bác nào chưa được các bác lên cho em luôn. Hồng Tiến có rồi chị ơi, comment một lần thôi, không cần phải comment nhiều nha chị. Comment lần thôi, không cần phải comment nhiều làm gì luôn chị. Comment vào đấy cho em là Q110 cho các chị kèm size SML XL vào đấy cho em luôn này. 62 cân chị lên size XL. Nhi Phượng ơi, đừng có vào hỏi vitamin E giờ này nha. Khi em like quần áo đừng hỏi cái gì liên quan đến mỹ phẩm, mỹ phủng gì hết, hay vitamin, vitamin gì hết nữa. Quần áo nó riêng quần áo không thôi. Nguyên quần áo không thôi, một like nữa lên lên đến cả bao nhiêu mã rồi, cả trăm mã rồi, trong kho đến cả mấy nghìn mã rồi, đừng hỏi những cái gì khác ngoài nó luôn. Ok, size M có đúng không? M cho chị Tình Nguyễn một cái. Đây là 110 trong các chị em mình kèm với cả size nhá, SML XL vào đấy cho em luôn này. Qua cho các chị
Nãy cái này nó còn có vài cái nữa, các chị chốt nhanh vào đấy cho em luôn này. Lên rõ là mã 110 cho các chị em mình kèm size nhá. Còn ít chip xịn, đưa nốt cho chị chip xịn em ơi. Chip xịn các chị lên nhanh vào đấy cho em là chip xịn, là chip xịn 155. 155.000 một set. 155.000 một set, 5 quần luôn. Cái này là hàng 185, 188, xả nốt 155. 5 cái nhá các chị nhá. 40 cân đến các chị em mình 60 cân. 40 đến 60 cân cho em thoải mái luôn. Đấy, hàng cao cấp, ai có nhu cầu mua hàng cao cấp thì mua. Lên comment ở đấy cho em luôn là mã chip xịt 155. 155.000 cho các chị em mình luôn này. Quần thì quần ba cúc thì khỏi cần phải xem lại nữa chị ơi. Xem lại vào xem mình mặc đến cả tỷ lần trên live rồi. Quần ba cúc cứ lấy lên là mã Q110 kèm size. Rồi chị nào chưa được em này các chị lên mà đẹp dã man luôn trời. Đấy, cái này nhà em kiểu cứ lấy về tiện rồi lấy về, ví dụ như mà còn tại vì lấy ít thì nó không được cái giá tốt cho các chị. Lấy ít tính ra nó toàn 48.000 một cái. Lấy ít là tính ra là toàn 48.000 một cái thôi các chị. Không có giá rẻ đâu. Đấy, đây lấy cho các chị em mình số lượng nhiều rồi, giờ nó còn ít em cho nốt luôn 155.000 năm quần. Chứ như em bán là 185 với 188 năm quần đấy. Tại vì hàng này các chị mua toàn 75-78.000 một chiếc thôi, không có giá dưới cho các chị. Comment vào đấy cho em là chip xịn 155 nhá. 155.000 cho các chị em mình. Nên quần silit thì có bao nhiêu là thừa, đúng không ạ? Silit thì 2 tháng rưỡi 3 tháng các bác mình, đặc biệt là những cái hàng các bà mình mua hàng rởm hay là những cái hàng rẻ độ 2 tháng phải thay đi một loạt rồi chứ. Nó không để cho nó tích tụ vi khuẩn đâu. Đấy, cái này thì các chị em mình kể cả mặc cho em độ nửa năm. Quần chip thì các chị em mình kể cả mặc bao nhiêu lâu nó không hỏng. Nhưng cái quan trọng là các chị em mình không có lò sấy này. Đấy, mình không có những cái tiệt trùng ấy. Nhưng các chị em mình chỉ mặc cho em độ 3 tháng, 5 tháng là các chị em mình bỏ đi một loạt. Đấy, các chị em mình lên vào đấy cho em chip xịn 155 cho em luôn. 110 size M cho chị Huấn Nguyễn, ok chị Huấn Nguyễn. 110 là quần 3 cúc nhá. Lên vào đấy là Q110 cho các chị em mình kèm size. Chị nào chưa được chip xịn các chị lên vào đấy cho em là chip xịn cho em luôn. 155.000 năm quần cho các chị. Tính ra là bao nhiêu? Tính ra là mới có 30 mấy nghìn. 30 mấy nghìn một quần đúng không? Quá đẹp luôn. Hai cái XL em chuyển khoản của mã Q110 cho Kim Hoàng. Ok Kim Hoàng này. Chị nào chưa được các chị chốt nhanh vào đấy cho em luôn nha. Chip xịn cộng với hai cái khăn tắm cho chị Thúy Hinh. Ok bác Thúy Hinh có luôn này. Đấy, chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em luôn chip xịn nhá. 155.000 cho các chị em mình luôn này. Qua cho các chị còn ít em này xả nốt. Cái này lên cho chị luôn đen trắng em ơi. Đen trắng như hồng của nó đó đúng không? Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn là xả 69 kèm theo màu. 40 cân đến kể cả 65 cân cho em luôn nhá. Đen trắng hồng nó là áo zip. Đẹp kinh khủng luôn. 89 cho nốt luôn, xả luôn 69.000. Ui dồi ôi, con này đẹp thế, màu đẹp thế. Ôi các chị ơi mê luôn. 40 cân đến kể cả 63, 65 cân vẫn mặc được cho em luôn, đẹp kinh khủng luôn. Zip tay dài nhá. Viền này của em là viền may đổ, may nổi. Lên luôn cho em là xả 69 kèm màu. Cho các chị em mình nốt luôn 69.000. Quay chị cái con đi hẳn vào trong em ơi, lạnh quá. Lên là xả 69 luôn, các chị em mình kèm với cả màu đấy cho em luôn. Xả 69 kèm màu luôn nha. Ôi ôi, bắt đầu chuẩn bị mưa lạnh rét run rồi. Ôi ngày kia có 13 độ, 14 độ. Ôi lạnh thì lạnh nhưng mà lại còn mưa nữa, khiếp lắm. Cái này các chị lên comment ở đây cho em là xả 69 trong kèm màu. Đấy, xả 69 trong kèm màu giá 69.000 thì các bà mình mà còn không chốt được thì thôi, tốt nhất là thôi đóng cửa khỏi xem like nha các chị nhá. Đấy, xả luôn, cái này không còn đủ màu đâu chị ơi, còn có 3 màu nữa cho các chị em mình thôi. Xả 69. Trắng xả 69 là cái gì, quay dịch tai mà cô vào quá rồi. Lên là xả 69 trong kèm màu thôi. Mã là xả 69 trong kèm màu đằng sau. Sao lại trắng xả 69 trắng? Nhưng mà nhìn những cái bả comment sai thôi mà. Nó dễ ợt ra chỉ việc comment. Nghe và comment cho nó chuẩn mã thôi mà các bà cứ toàn comment. Cứ toàn một mình comment một kiểu thôi. Xong comment như thế xong đến lúc cứ đổ cho nhân viên nhờ người ta nhặt sai. Lên rõ là xả 69 trong các chị em mình mới kèm màu nhá. Màu đen, màu trắng với cả màu hồng. Đen, trắng, hồng.
Lên rõ các chị em mình mã là xả 69 thôi các chị, cái màu như hai cây trắng mã nào chị ơi. Tiếp các chị em mình comment em nhìn em chán đời quá đi. Xả 69, L59 này như áo chị mặc đúng không? Ok, chị Hương Giang xả 69 màu đen cho chị Ngọc Bích. Comment vào đấy cho em luôn là xả 69 không? Các chị em mình kèm màu nhá. Áo em mặc các chị đây là L59, các chị kèm màu. Nói zip cho các chị em mình luôn này. Để lại một cái màu trắng để mặc đẹp quá. Con màu trắng này mà mặc cho em với cả chân váy dài rõ đẹp luôn. Để chị một cái màu trắng. Màu đen này để gấp vào, màu đen này như hôm trước để rồi sau. Comment là xả 69 không? Các chị em mình kèm màu nhá. Màu đen, màu trắng với cả màu hồng cho các chị em mình luôn này. Xả 69 ủi cho đẹp dã man luôn. 40 cân đến kể cả 63, 64 hay 65 cân cho em vẫn mặc ok luôn. Xả 69 không các chị kèm màu đấy cho em là hết này. Mỗi màu còn mấy cái nữa hết. Chị nào chưa chốt được các chị lên comment luôn nha. Còn mấy túi nho đây. Nho các chị lên nhanh vào đây cho em luôn. Nho 95.000. Bóc hộp, bóc gói nữa đi. Còn gói nào dở không? Chắc hết rồi đúng không? Làm gói nữa ăn rồi đỡ buồn chán. Nay ăn nhiều thứ quá. L59 màu đen em cho chị Nga Đinh. Ok, chị Nga Đinh có luôn này. Nho các chị lên luôn vào đây cho em luôn nho nhé. Nho 95.000 một hộp. Xả 69 trắng cho Hồng Ngân này. Đấy, nho các chị lên comment vào đây cho em luôn. Nho này kể cả các chị em mình ăn không ạ. Hay các chị em mình làm bánh làm biếc đều được luôn nhé. 95.000 một hộp cho các bác mình. Comment vào đấy là nho 95. Chị nào chưa được các chị lên nhanh nha. 95.000 một nho. Ai cần ăn. Xả 69 còn đúng không? Xả 69 trắng hồng của chị Ngô Anh. Ok bác Ngô Anh này. À 97 mua cho chồng mà hơi rộng. Thế mà mua size nhỏ mặc ôm ôm ấy bác. Hôm nay nhận được túi 399 nhà Giang đẹp lắm. Cảm ơn bác Nguyễn Minh Anh nhé. Bọn nó đang bôi bác sân vận động Mỹ Đình. Mỗi cái bay xả ngang thôi mà có cái gì mà căng. Bay cái gì thì bay cứ thắng là được. Giang lai chưa, chị đi làm không xem được để mua mặt nạ. Em lại không để mặt nạ ở nhà. Đều để ở hết trên bao vì luôn bác kem bông ạ. Các nữ là T75 quay ra chị đây này. Còn chị nào lấy cái gì nữa các chị lên comment để em nghỉ nha. Còn chị nào lấy cái gì nữa các chị lên comment em nghỉ nha mọi người. Không like nữa. Ăn sót hết cả ruột, ăn mỗi mấy miếng xoài. Mấy miếng cóc, sót hết cả ruột. Nhưng mà cóc nó cứ nhớt nhớt kiểu gì ấy. Chả ngon nhỉ.
hôm qua hái ở cái nhà, cái vườn đối diện ở trên kia ăn rất là ngon. Ừ, trên cái nhà đối diện ơi, nó mua 1.000 mét vuông chỉ để trồng có khuôn có tí này làm nhà, nó xung quanh toàn trồng cây thôi, cây với cả hoa. Bột canh 4 lọ cộng với len 5133 cho Nhung Bùi. Con này là cóc nha. Gọi là cóc bao tử. Mới nhận được hôm qua, hôm nay ăn gần hết rồi. Không xem được nha, các bà không comment đâu rồi. Lan này, Lan với Thảo chả hiểu hôm nay bị đẩy like ra mấy lần liên. Len nam mã nào trên 80 cân không chị ơi, không có mã len nam nào trên 80 cân cả. Và trêu Lan Lan tí. Chị nào lấy cái gì các chị cứ lên comment xong để em nghỉ nha các bác ơi. T25 là cái gì nhỉ? Thuốc ngứa thì phải đúng không? Ok cho chị Hồng Ngân. Chị nào lấy cái gì nữa các chị lên comment vào đấy cho em luôn để em nghỉ nhá. Cho chị Nga Đinh một hộp nho T25 còn, cho Nguyễn Thị Lan 4 tuyết. Ok Nguyễn Thị Lan. Hai cái khăn tắm thêm cho chị Hương Thanh. Hương Thanh. Khăn tắm một cái cho Nhung Nấm. Đấy chị nào lấy nữa các chị lên comment luôn nha. Năm tiếp thuốc ngứa cho Vũ Thọ. Đấy còn chị nào lấy cái gì nữa các chị comment luôn để em dừng nha các bác ơi. Dừng thôi. Like này không có buồn lên thêm mẫu luôn. Này là đặc biệt mà bảo lên quần là không có buồn lên luôn. Chỉ có lẻ sai lẻ số ra. Mất thời gian quá. Sao chị thấy còn bộ nồi ngoài kia là chờ khách chuyển khoản hay như nào đây em mà còn được. Hai khăn tắm cho Lê Quỳnh. T25 cộng 2 bột canh cho Huyên Nông. T25 2 tiếp chị Thúy Nguyễn. Chị nào lấy nữa các chị lên comment nhá. Không em dừng cái em cũng. Em mà đã dừng cái em cho nhân viên in bill ra là không có dồn đơn được vào đâu. Tất nữ lên là T75. Tất nữ chị lấy chị lên là T75 luôn cho em nha. Để em bấm tạo đơn luôn cho. Quay chị cái kia ra các em ơi. Tất nữ là lên là T75 thôi. Nữa đi. Nữa. Rồi. T75 cho Huấn Nguyễn một set. Kiếp comment một lần thôi là được. Sao mà bảo Huấn Nguyễn mà comment lắm lần thế. Một bột canh một nho cho chị Hồng Ngân.
em không lướt lại mã nào đâu, các chị em mình lấy mã nào các chị comment, còn em không lướt lại mã nào nữa, không lướt lại một mã nào nữa luôn. Thì các chị em mình lấy mã nào các chị em mình lên comment thôi. Xong dừng like cái inbuild ra một chút luôn.